tầm khoảng 500 thì hệ thống giờ đang quá tải không rút được, thì nhiều bạn lại đổ lỗi cho rằng là hệ thống bây giờ là không rút được tiền thì là tí nữa là lại thua hết. Thì cái này về cái phần thực tế ấy, thì nó đúng là như vậy, bởi vì các bạn mà không rút ấy thì là tí nữa các bạn đánh qua đánh lại thì sớm muộn thì các bạn cũng thua. Nhưng mà về cái phần lý thuyết ấy thì hôm nay mà các bạn rút được ấy thì ngày mai các bạn lại thua. Thì cái vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở tâm lý của công hết. Bởi vì khi mà công đã có cái tâm lý mà kiểu ui lại 500 rồi phải rút ngay không tí chơi là hết. Bởi vì trong lịch sử của công toàn chơi thua thôi. Tức là công lúc nào cũng có cái tâm lý sợ sệt. Khi mà có cái tâm lý sợ sệt thì đấy, thì dù công có rút được ngày hôm đấy thì hôm sau công lại thua nhiều hơn thôi. Và bây giờ công phải tập làm quen với rằng là mình đang lãi trên 500 và bây giờ là mình phải coi rằng cái số vốn này là 3M5 chứ không phải là vốn 3M nữa. Thì như thế là nó sẽ ok hơn. Ví dụ bây giờ là 3M8, à đâu nhầm, 3M5 thì mình sẽ đánh đến tầm khoảng 3M8 mình nghỉ và vốn của mình là 3M5. Nhưng mà tí nữa mà có mà nếu mà rút được ấy thì mình phải rút một phát 800. Ok chưa? Thì đây nó cho bên nhỏ tiền ăn này. Thì bây giờ nó sẽ tạo ra một cầu 1-1. Thì cái phương pháp đánh của mình vẫn là 1-1-3, 2-2-6 và 3-3-9. Thì khi mà đánh theo phương pháp đấy mà khi mà có lãi đấy, tức là công chỉ cần thắng một phiên hoặc thắng hai phiên mà gặp cầu phát là đâm theo cầu luôn, đánh theo cầu luôn. Đến khi nào gãy cầu thì thôi là chúng ta nghỉ. Ok. À, đợi tí mình nhắn tin ở trên Facebook cái. Đợi tí nha, công cứ xem đi. Đấy, thấy chưa? Ăn để hỏi. Khi mà có lãi như này rồi nhá, thì công có thể đâm theo chiều gió, tức là đánh theo cầu luôn. Đây. Và khi mà nếu mà phiên này thua ấy, thì chúng ta hãy dừng lại và xem tiếp. Thì đây là một cái phương pháp mà ít ông để ý. Bởi vì phần lớn là công vào, công đi tiền nhau 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 nhau, công thả mấy trăm. Phải muốn ăn nhiều cơ, thả một tiếng ăn nhiều cơ, mới thua phát phải đánh gấp cơ. Như thế là vứt hết. Và từ tên tầm mình chơi một tài khoản. Thực ra cái vấn đề mà người ta có soi tài khoản của bạn hay không ấy. Bản thân tôi ấy, nếu mà tôi là người lập trình ấy, tôi đéo soi cái tài khoản của công làm đéo rồi nha, đéo soi làm cái gì, vì phần lớn là công chơi là công thua hết, mánh khóe thì công chơi thua hết, bởi tâm lý công đã như thế rồi. Còn nó tất nhiên tài khoản to là tao sẽ soi, tao sẽ giết giết chết, còn nó bé không soi đâu. Tự công nghĩ thế, công vốn có đéo bao nhiêu đâu mà công đánh nó hay được ấy. Thấy chưa, ăn xỉu chín. Đây này, tiếp tục, đây là lãi hai phát rồi thì trả tội đéo thì mình lại không đâm thêm phát nữa để mình cứ bẻ làm gì, đúng không? Nó thật ra nó chả có cái phương pháp gì cả, giờ cứ thuận thuận theo chiều gió mà đánh. Đây này, cái lượng mà tiền vào nhiều này này là như kiểu tôi phân tích ở đợt trước ấy, là cái lượng tiền vào nhiều này là bên nhà cái người ta vào chứ đéo đâu ra mà công cứ vào cầu công ăn đẫy như thế. Đấy là tôi đoán thế thôi, nhưng mà nếu mà anh em nào mà đâm theo cầu mà cứ thả 1-200 mà ăn theo, ăn suốt đấy thì xin lỗi nha, mình cũng chỉ sợ mình thì cũng chỉ là cái thằng đánh 3M đấy chứ đéo bao giờ đánh 100M cả, nên là không không hiểu được cái cảm giác mà công bắt bắt cầu 1-1 hay là bắt cầu bẹt mà cứ thả 50M phát thì chịu. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ mà tôi mà thả 100M vào cái cầu tài này chắc nó phải nhảy mẹ thằng xỉu luôn, đâu bao giờ nó về được. Đấy là cá nhân tôi nghĩ là nghĩ thế. Đấy, thì chết rồi. Mới thả ba phát đã đủ mục tiêu rồi. Cái bản chất ở đâu? Cái nguyên nhân mà công lại dẫn đến thua nhanh nhất đấy. Đấy là cái khi mà đạt đủ mục tiêu rồi. Lại thấy, ui cảm giác, ui sao nhanh thế nhỉ? Nghĩa, thôi tí đã đạt đủ 300 như thế này thì
nhanh giàu lắm. Nhưng mà cái vấn đề nó đéo phải là như thế. Công nghệ tham đây, ví dụ như tôi này, bây giờ là vấn đề nó vẫn là đang trên lãi rồi đúng không, thì mình cứ đâm theo cầu. Như kiểu kinh nghiệm của tôi bảo là nó đang lãi như này, mình đang lãi kể cả 200 hoặc 100, kể cả 300, thì mình hãy đâm thêm tiếng nữa, khi nào nó gãy cầu thì thôi. Rất rất may là những cái lúc mà làm clip ấy thì nó lại gặp cầu, mà thời gian tôi bận lắm. Những cái lúc mà tôi làm clip là những lúc tôi chơi đấy, còn đâu gần như là lúc một mình không chơi đâu. Bởi vì khi mà chơi cái này nhá, khi mà tôi nói như này nhá, thì cảm giác như kiểu là tôi và một người nữa đang chơi, và à đâu, tôi và rất nhiều người nữa đang chơi, nên là cảm giác nó tự tin, nó sướng. Chứ còn đâu là cái vấn đề mà một mình không chơi lủi thủi nhá, chết. Ui, vẫn ăn đấy, thấy chưa, thế này thì chết rồi, ăn ăn suốt rồi đấy, cứ đâm theo cầu thôi. Hay là mấy bữa nay chị anh em xem nó hình tráng nhỉ. Thế cái vấn đề này là tôi làm bóp méo giả giọng rồi. Còn ông nào cứ thích bẻ đấy là việc của cô ông. Đây nha, ví dụ như cái tiếng này mình có gãy thì mình vẫn like 300 và mình tắt clip, mình nghỉ. Tiện nhỉ. Nên là cái phương pháp chơi ấy, khi mà có lãi ấy, đi đều tiền đánh theo bẹt cho tôi, đánh theo cầu cho tôi. Đủ mục tiêu, nghỉ. Thế một ngày không gặp trường hợp như được được. Và tốt nhất là đừng có hy vọng là 3M đánh lên 10M hay là 5M đánh lên 20M, đừng. Tất cả những cái ông mà có suy nghĩ thế, và tất cả những cái ông mà đã từng đánh tiền như thế, bắt cầu như thế, thật sự quá khứ chết rất nhiều, tôi đảm bảo luôn. Ok, gãy gãy thì đây là phương pháp gãy này. Ok, các ông vẫn còn lãi, các ông không cay cú để gỡ, hiểu không? Lên lãi 300 rồi, ok nghỉ đấy, đơn giản vậy thôi. Đây, tạm thời tôi nghỉ nhá, tí tôi làm clip tôi lại chia sẻ tiếp, tại nó đạt mục tiêu nhanh quá nên là nó chỉ có 7 phút thôi. Ok nhá.